Cái miếng ruộng này thì 2,70 cây chị chung các bạn. Cái dòng lúa này thì như các bạn thấy nó sọc hết trơn nha. Lúa giống 504 nha các bạn. Giống lúa 504 nha, thì nó thì mấy cơn mưa nó sọc hết trơn. Cái dưới luôn hết chạ luôn. Máy đang chạy các bạn, thì một máy phải chạy ra tuốt ngoài đầu ngoài kia bọc vô. Miếng ruộng cặp bên thì đã cắt xong và đang đốt đồng các bạn. Thì hiện tại thì trời nắng các bạn, đốt đồng thì phải quẩy theo cái bình xịt nhé, để phòng khi mà nó cháy lan các bạn, để chữa liền. Thì bên kia có một cây mái 70 nữa các bạn, cắt cách một cái miếng ruộng. Còn một lam cuối các bạn ơi, thì mấy anh mới kéo đang gom lúa về chạy vô nè. Ở phía sau thì còn chiếc máy kéo gom cặp cho chiếc 70 các bạn. Chủ đất nè. Đó, chị chủ đất hay là đi theo máy không ấy? Chạy vô trước thì các bạn ơi, cái đường cặp cái nhà của ta các bạn. Có thì hai máy đang chạy vô các bạn. Máy bên đây thì đang cấp cắt cặp cái bờ mẫu ha. Có chị bà đốt cơm các bạn, nếu một hồi thối nhiều là hết quay được rồi. Tối lên là mấy anh đi mấy cách ngợp luôn á.
chạy đều gan nha. Cái dàn lúa này nó nằm ở các chạy không được nhanh, các bạn này mà lúa đứng là cắt rất là nhanh luôn á. Tại này đất lô đất nó cứng các bạn. Không mấy phía sau tàu đậu